Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và bây giờ Sài Gòn đang là 10 giờ 43 phút anh chị. Ngày mùng 1 tháng 2 2024. Và bây giờ thì 9 giờ 15 này cho đến 11 giờ 35 khoảng 15 chuyến anh chị. Không. 9 giờ 15 đến 11 giờ 35 là 17 chuyến anh chị. À, trên cơ bản đó là có 17 chuyến nhưng mà trước giờ em đến lộ 15 chuyến không à. Còn 11 giờ 40 đến 13 giờ 50 thì cũng có 17 chuyến anh chị. 11 giờ 40 đến 13 giờ 50 có 17 chuyến ha. Ồ, cũng khá là nhiều đó anh chị ha. 1 giờ 40 rồi ok, bây giờ thì mời anh chị cùng đi một vòng quanh sân bay nha anh chị ơi. Thì càng cận Tết thì các chuyến bay về càng nhiều anh chị. Mọi hôm thì khoảng là 11 giờ bắt đầu mới có cái lượng khách đông như thế anh chị, nhưng mà hôm nay thì khoảng 10 giờ mấy là đã có khách như thế này rồi. Hôm nay thì các chuyến bay đáp cánh xuống nhiều hơn nha. Đáp cánh xuống nhiều hơn. Cho nên là bà con mình tập trung ra sớm anh chị. Chứ khoảng 5-6 ngày trước á, thì không có đông thế này đâu. Thì hy vọng bây giờ đến Tết thì bà con mình sẽ về nhiều hơn, về Việt Nam ăn Tết nhiều hơn ha. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng đi một vòng anh chị ơi.
bốc xe đồ này đó. Em lấy bốc ra nằm dạng vậy đó, kẹt này. Cái lồng phà này đó. Bọc phà sao? Đây là cái vị trí bà con mình đang đứng đợi xe gia đình tới đón anh chị ạ. Ok, em sẽ cho anh chị xem hình ảnh có một số bà con mình xuống sân bay và đang đứng đợi người thân hoặc là đợi xe tới đón anh chị nha. Đây là những hình ảnh đó đây. Có những hình ảnh mà vợ Việt chồng Mỹ gì để ra những đứa con rất là sinh ra những đứa con rất là cao anh chị. Anh chị thấy không? Để ra những đứa con lai, gọi là con lai cao lắm anh chị, đẹp cao. Người chồng thì thấp thôi nha, mà người vợ cũng thấp, nhưng mà để ra những đứa con thấy trời ơi, cao khoảng mét bảy mấy không anh chị, con gái cao mét bảy mấy không à, quá là vi diệu anh chị. Ok, và giờ chúng ta cùng đi vào khu bên trong kia xíu anh chị ơi. Mà đứng đây mình ngắm bà con mình ra trước đây. Ok, bây giờ thì mời anh chị cùng đi vào bên trong đây nha. Từ 11:40 đến trong vòng 2 tiếng đồng hồ anh chị, 11:40 đến 13:50 thì có khoảng 17 chuyến sẽ đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất nha anh chị. Sẽ có 17 chuyến đáp cánh xuống trong vòng 2 tiếng. 8:50 đến 11:35 thì cũng sẽ có là 17 chuyến đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Ok, mời anh chị cùng vào đây đi. Bên phía trong là những cái quầy dịch vụ của sân bay Tân Sơn Nhất. Okay. Và giờ thì chúng ta cùng ra bên ngoài chút xíu. Mình cùng ra bên ngoài chút xíu chị ơi. Quan đấy. Ờ đúng rồi, 11 giờ 10 đáp này.
ok, em xin tạm dừng video chút xíu anh chị ơi. Em xin tạm dừng chút xíu nha. Rồi khoảng 5 phút sau chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện một video mới anh chị ơi. Nói chung là mình dưỡng sức để quay nhiều anh chị. Chứ đứng lâu quá thì cũng mệt lắm.